Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn động tác sút penalty kiểu nhảy chân sáo giống như là Bruno Fernandes, Jorginho hay là cầu thủ Việt Nam như là Quế Hoàng Hải đã từng áp dụng thành công. Để thực hiện được động tác này, chúng ta phải tập luyện kỹ càng từ trước, hình dung bước nhảy chân trụ là chân nào và chân nhảy là chân nào thì chúng ta mới đây thực hiện được. Sau khi chúng ta đã đặt được quả bóng thì chúng ta sẽ lưu ý đến phần bước đà. Bước đà thì mình hãy lấy ở rìa sát 16m50 thì sẽ đủ khoảng cách để cho chúng ta thực hiện cú nhảy chân sáo. Để thực hiện được động tác này, mình chuẩn bị sẵn ở đây một cái marker là để làm dấu cho các bạn. Hãy nhớ rằng chân thuận chúng ta là chân phải, thì khi đến cái marker này nó sẽ là điểm dấu để cho chúng ta thực hiện cú nhảy chân sáo lên. Và khi mình đến ngay đúng marker bằng cái chân phải, các bạn để ý nè, mình sẽ nhảy lên và sau đó mình đặt cái trụ chân trái. Và điểm tiếp xúc trên chân của chúng ta đó chính là lòng chân nha các bạn. Chúng ta sẽ đặt lòng, thực hiện một pha đặt lòng vào cái góc mà chúng ta đã tính toán từ trước. Để thuần thục được động tác này thì các bạn hãy nhớ làm theo từng bước của mình hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ đặt bóng, thứ hai là chúng ta sẽ lấy đà xa ra để có thể đủ khoảng cách để thực hiện cú nhảy chân sáo. Sau đó tiến đến cái marker, chúng ta sẽ đặt chân phải vào, nhảy lên và đặt trụ chân trái, sau đó thực hiện cú đệm lòng. Và cũng có những bạn sẽ hỏi là khi chúng ta thực hiện động tác này thì chúng ta sẽ nhìn vào mặt thủ môn hay là chúng ta sẽ nhìn vào bóng? Theo như kinh nghiệm của bản thân mình và mình cũng xem những ngôi sao thế giới thực hiện động tác này thì mình để ý một điều là họ sẽ không nhìn vào thủ môn khi mà họ đang chạy đà. Lúc đầu như thế này thì họ sẽ tính toán, họ sẽ nhìn vào khung thành, họ sẽ tính toán trong đầu là họ sẽ sút sang bên góc bên trái hay là sút bên phải. Và nhưng sau khi mà họ thực hiện động tác chạy đà thì họ sẽ giống như mình đây, tập trung hoàn toàn vào bước đà. Sau đó khi động tác nhảy lên, họ sẽ giả bộ nhìn vào thủ môn và thực hiện động tác đặt lòng. Và điều mấu chốt ở đây đó chính là cái động tác mà chúng ta ngước nhìn thủ môn ở bước nhảy chân sáo cuối cùng. Chúng ta có một áp lực khi thực hiện một quả penalty thì thủ môn cũng vậy, họ sẽ phải suy nghĩ là phán đoán chúng ta sẽ thực hiện ở góc bên nào. Khi chúng ta chạy đà và không nhìn vào họ thì họ sẽ không thể nào mà suy nghĩ được rằng là sẽ đá góc bên phải, góc bên trái. Cái động tác cuối cùng khi chúng ta ngước lên chúng ta nhìn họ là họ sẽ bị giật mình, và khi đó thì rất dễ là họ sẽ chôn chân tại chỗ. Hoặc là khi chúng ta ngước nhìn lên thấy họ đổ sang bên trái thì chúng ta sẽ đá ngược lại sang bên phải.